coi thường chủ tịch. Quá, biển đẹp quá, mát quá anh à. Đây là vùng biển sạch đẹp nhất ở khu vực này đó em à. Thật may là nhờ có anh đi công tác ở đây, cho nên em mới được biết tới vùng biển này đó. Thích quá đi. Đối tác lần này của anh chính là đơn vị chủ quản của khu du lịch này phải không? Đúng vậy, ông chủ của công ty này đã gần 30 năm gây dựng nơi này, để biến nó thành khu du lịch số 1 trong khu vực. Ngày mai anh sẽ gặp ông ấy để chốt hợp đồng. Thôi, chúng ta qua đó ngồi nghỉ một lát đi. Dạ. Thôi chết rồi, em đã quên đồ bơi ở trong xe rồi. Không sao, để anh quay lại lấy đồ. Vâng. Cô ơi, ngay phía sau kia có thùng rác, sao cô không bỏ vào đó? Ô hay, tôi mất tiền ra đây nghỉ ngơi, tôi muốn làm gì thì làm chứ. Ông chỉ là một người nhặt rác, sao lại dám nói những lời đó với tôi? Ông có biết tôi là ai không hả? Cô là ai, vẫn phải có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng chứ. Vả lại, ở đây còn có biển cấm vứt rác bừa bãi đấy. Ông, này nha, tôi chỉ cần nói một tiếng với ban quản lý khu du lịch này là ông sẽ mất việc luôn đó. Có chuyện gì vậy em? Ông ta dám yêu cầu em không được vứt rác ở đây. Thật nực cười. Ông ta là ai chứ? Chỉ là người nhặt rác thôi mà. Ồ, chú Thanh. Anh quen người này hả? Đây chính là chú Thanh, chủ nhân của khu du lịch này. Người mà anh đã nói với em lúc trước đó. Đây là vợ của cậu sao? Dạ, đây là vợ cháu ạ. Cháu chào chú. Mà sao chú lại ở đây? Lại còn nhặt rác thế này ạ? À, đây là việc tôi vẫn thường làm vào mỗi buổi chiều, để khu du lịch do mình mất bao công sức gây dựng nên bị nhếch nhác bởi rác thải. Tôi xót lắm. Ôi, chú khiến cháu bất ngờ quá. Một người bình thường làm công việc bình thường, có gì đâu mà bất ngờ. Nhưng mà việc này lạ quá. Cháu có thấy vị giám đốc nào lại đi nhặt rác bao giờ? Ai cũng có thể làm như vậy nếu thật sự biết nghĩ cho môi trường. Lúc này tôi không phải là giám đốc hay ông chủ gì cả, tôi chỉ là người nhặt rác thôi. Dạ, có phải là do cháu đã không phải phép nên làm chú giận không ạ? Thực tình, cháu cứ nghĩ chú chỉ là một người nhặt rác. Chứ nếu biết chú là giám đốc khu du lịch, lại là đối tác của nhà cháu đây thì cháu đã... Chị em! Thôi, tôi không để ý đâu. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Hai vợ chồng cứ vui chơi thoải mái đi nha. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp cậu trong cuộc họp ngày mai. Dạ. Cháu chào chú. Cháu chào chú ạ. Em à, trước khi anh tới đã có chuyện gì vậy? Em, tại em không biết ông già nhặt rác đó lại là ông chủ khu du lịch này nên đã lớn tiếng. Không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không nữa. Chú ấy là người hòa nhã, tuy là ông chủ lớn nhưng rất khiêm tốn, luôn quan tâm tới người khác và sống có trách nhiệm với xã hội. Chú ấy là thần tượng của anh đấy. Vâng, nói chuyện với chú xong em thấy rất xấu hổ. Em sẽ nhớ mãi bài học hôm nay. Cuộc đua. Nào cả lớp, hôm nay cô muốn thông báo với các em một tin vui, là cả trường ta sẽ có hai em tham dự cuộc thi sáng tác truyện tranh quốc tế Việt Nhật. Đó là em Nam và Quân. Chúc mừng hai em. Phần thưởng đặc biệt dành cho người giành giải nhất cuộc thi
là được gặp họa sĩ sáng tác truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản, Masuki. Wow, được gặp họa sĩ Masuki cơ đấy. Hai cậu sướng nhé. Quân, lần này cậu phải giành giải nhất đấy. Chẳng phải thành tích của cậu rất tốt hay sao? Cậu luôn đứng nhất trường ta mà. Cuộc thi lớn như vậy, chắc sẽ có nhiều bạn giỏi hơn tớ. Nhưng nhất định tớ sẽ cố gắng. Sao lúc nào cũng là cậu ấy? Mình cũng muốn giành giải nhất. Mình sẽ cố gắng hết sức. Trong vòng một tuần, hai em hãy hoàn thành bản thảo của mình và đem đến trung tâm nộp nhé. Vâng ạ. Không biết Quân vẽ theo phong cách nào nhỉ? Cậu ấy lại vẽ rất đẹp nữa chứ. Thôi, mình cứ cố gắng vẽ đẹp nhất có thể vậy. Làm sao để mình có thể vượt qua được cậu ấy đây? Làm sao để được gặp Masuki đây? Nam, cậu đến rồi à? Chờ tớ với. Quân, mau lên nào. Nhanh thật, vậy là đã đến ngày nộp bản thảo rồi. Tớ thấy lo lắng quá. Đừng lo, tự tin lên. Dù kết quả thế nào, thì bọn mình đã rất cố gắng rồi. Ừ. Quân, cậu đến đây nộp bản thảo cho cuộc thi vẽ tranh à? Ơ, An, Quốc, sao hai cậu lại ở đây? Tớ tưởng các cậu phải ở Nhật rồi chứ. Cậu đợi tớ một lát, rồi hãy vào nộp nha. Ừ, cậu đi đi. Không biết câu chuyện của cậu ấy như thế nào. Cậu ấy tự tin thế chắc phải làm tốt lắm. Nếu vậy thì mình làm sao mà giành giải nhất được? Không được, ước mơ của mình là gặp được họa sĩ Masuki. Đây là cơ hội để mình thực hiện ước mơ đó. Hay là mình thử xem câu chuyện của cậu ấy một chút. Ôi, cậu ấy vẽ đẹp quá. Cậu ấy sáng tác câu chuyện hay thật. Cứ thế này cậu ấy sẽ giành giải nhất mất. Phải làm sao đây? Không ai thấy đâu. Đi thôi, Nam. Xin mời các bạn đến nộp bản thảo cho cuộc thi vẽ truyện tranh quốc tế Việt-Nhật. Đi vào phía bên trong. Bọn mình vào trong thôi, kẻo muộn. À, đi thôi. Không sao cả, chỉ cần gặp được họa sĩ Masuki thì sẽ không ai biết chuyện mình đã làm. Nộp xong bản thảo tớ mới thấy hồi hộp chờ kết quả đây Nam ạ. Nam, sao tờ bản thảo của tớ lại ở đây? Cậu đã làm gì? Tớ không nghĩ cậu lại làm như thế. Quân có tố cáo mình không? Chắc hôm nay cậu ấy nói hết mọi chuyện cho các bạn ở lớp rồi. Trời ơi, có lẽ cả trường biết chuyện rồi cũng nên. Các bạn sẽ chế nhạo mình, thầy cô sẽ trách phạt, có khi còn đuổi học mình nữa. Nam à, sao hôm nay cậu không đi học? Cậu biết tin chưa? Cậu giành giải nhất cuộc thi vẽ truyện tranh đấy. Sao? Mình được giải nhất? Quân đã không nói ra sao? Cậu đến tìm tớ có việc gì? Quân, tớ xin lỗi. Giờ này cậu còn xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ cậu đã đạt được ước mơ rồi đấy. Cậu vui chưa? Vì sao cậu không tố cáo tớ? Tớ đã định nói ra sự thật. Nhưng nếu tớ nói ra chắc chắn cả trường mình sẽ biết cậu gian lận. Tớ không thể làm vậy. Bởi vì cậu là bạn tớ. Tớ không muốn bạn mình phải xấu hổ và bị bêu xấu. Tớ không muốn điều tồi tệ đến với cậu. Quân, bây giờ tớ thật sự xấu hổ về những gì mình đã làm. Cảm ơn cậu, tớ sẽ xin rút khỏi giải thưởng. Tớ nghĩ cậu không cần làm thế, vì cậu vẽ rất giỏi mà. Nếu cậu tự tin vào khả năng của cậu, chắc chắn cậu sẽ chiến thắng. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và cạnh tranh công bằng ở những cuộc thi sau nha. Ừ, cảm ơn cậu, Quân à. Con không muốn đi học. Không, con không thích đi học đâu. Con muốn ở nhà cơ. Không được, các bạn bằng tuổi con đều đi học hết. Có mỗi mình con là vẫn chưa tới lớp. Bạn Tôm nhà cô Hà bảo ở trường chẳng có gì vui cả. Chán lắm.
Sao vậy được? Chắc bạn Tom không chịu chơi với các bạn khác nên mới không biết đó thôi. Không, tóm lại là con không đi học đâu. Mẹ đừng bắt con đi. À, ba về, anh Khôi về rồi. Con chào ba, em chào anh. Bình ngoan quá. Nhóc, con mỗi bữa nay là ở nhà, từ mai bắt đầu đi học rồi nha. Sao thế? Anh nói gì sai hả? À, chàng trai của chúng ta không thích đi học và nhất quyết đòi ở nhà. Sao vậy con trai? Con không đi học thì làm sao biết cái chữ, làm sao có thể trưởng thành? Đúng đấy, đúng đấy. Đi học là tốt cho em mà. Tốt gì mà tốt? Em thừa biết ở nhà có gì vui nên mọi người mới không cho em ở nhà chơi chứ gì. Ờ, làm gì có cái gì. Ở trường còn vui hơn nhiều. Anh đi học nên anh biết mà. Ở nhà vui hơn? Ở trường vui hơn? Ở nhà? Ở trường? Làm thế nào bây giờ? À, đúng rồi, anh đã có cách. Thôi nào hai đứa, vào ăn cơm đã, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này. Bây giờ Bin hãy nói cho ba biết lý do tại sao con lại không thích tới trường. Nếu như hợp lý, ba sẽ cho con nghỉ học. Kìa anh, bạn Tom nói ở lớp chán lắm, chẳng có trò gì vui cả. Cô giáo thì suốt ngày bắt các bạn ngồi im và không được chạy linh tinh, ở nhà chắc sẽ vui hơn. Con xem, ba bận đi làm và anh thì đi học, mẹ thì phải nội trợ, làm gì có ai có thời gian để chơi với con đâu. Nhưng mà còn ở trường, con vừa được học vừa được chơi. Ba nghĩ có lẽ bạn Thơm không chịu hòa nhập với các bạn nên không biết những trò thú vị ở trường đó chứ. Trò gì ạ? À? Được rồi, con cứ ăn cơm xong đi, rồi ba sẽ cho con biết những trò vui nhất ở trường. Nào, trò chơi đầu tiên là trò vượt chướng ngại vật. Trong vòng 5 phút, ai vượt qua được những chướng ngại vật và đập vỡ được nhiều bóng sẽ giành phần thắng. Để ba làm mẫu nhé. Hăng hô ba, giờ đến lượt con nha. Không, để anh. Không, em trước chứ. Được rồi, chúng ta sẽ chia đội nhé. Ba và Bin một đội, mẹ và anh Khôi một đội, được chưa nào? Vô ta, vô ta, vô ta. Không ngờ ở lớp lại có nhiều trò hay đến vậy. Vậy mà con không biết. Bin à, sao con lại ngủ ở đây? Ba ơi, ba đưa con đi học đi. Con dậy từ sớm hay là sớm để đợi ba dậy đưa con đi học đó. Ờ, nhưng mà hình như hôm qua có ai đó nói rằng con không muốn đến lớp ý nhỉ? Không đâu, con muốn đến lớp con. Đến lớp để được chơi những trò chơi mà hôm qua cả nhà mình chơi ý ạ. Con háo hức lắm, con muốn thật nhanh đến lớp con. Đi luôn nha ba. À, được rồi. Vậy đợi mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi ba con mình tới lớp nhé. Yeah. Đi học, đi học, đi học thôi. Sự tích hoa tuyết. Con gái của ta đã lớn thật rồi. Trông con thật là xinh xắn. Vì con giống mẹ mà. Con đi ra đây, cha mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Con đã trưởng thành, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Con đã chọn được ai chưa, con gái yêu của ta? Thưa cha, con chỉ ở trong lâu đài, không ra bên ngoài thì sao gặp được ai chứ ạ? À? Ừ nhỉ, nhất định phải chọn cho con gái một chàng rể thật tài giỏi, lại vừa khôi ngô, tuấn tú. Đúng rồi, ông có nhớ thần gió có hai người con trai chưa vợ không? Tôi nghĩ chúng ta có thể gả con gái cho một trong hai người đó. Thần gió nam thì ấm áp, nhẹ nhàng mà lại tình cảm.
Con thần gió Bắc thì mạnh mẽ, chắc chắn có thể bảo vệ con gái bé nhỏ của ta. Bà nói đúng, tôi ưng thần gió Bắc hơn. Con gái chúng ta mỏng manh thế này, nhất định phải có một người chồng thật mạnh mẽ và dũng cảm để bảo vệ. Để tôi nhắn gió bảo cậu ấy đến đây ra mắt nhé. Kính chào quốc vương và hoàng hậu của Vương quốc Tuyết. Hôm nay chúng tôi đến để ra mắt hai vị và gặp gỡ nàng công chúa Tuyết xinh đẹp, người vợ tương lai của tôi. Chào nàng, rất hân hạnh được làm quen với nàng. Ta là thần gió phương Bắc. Ôi, nóng quá, nóng quá. Thưa phụ thân, con không thể yêu chàng được rồi. Để gấp vui cho ngày hôm nay, em trai ta, thần gió nam sẽ lên thổi một bài từ chiếc sáo của em cho mọi người thưởng thức. Chàng ta thật là một người khôi ngô tuấn tú. Đây mới là tình yêu đích thực của ta. Con gái ta đã phải lòng thần gió nam ư? Thế này thì không hay rồi. Ta đã nhắn gả con gái cho thần gió Bắc rồi mà. Thưa hoàng tử của ta, có vẻ như em trai ngài và công chúa Tuyết đã có tình ý với nhau. Họ nhìn nhau thật say đắm. Ngài phải cẩn thận. Gió Nam, cậu đang làm gì vậy? Cất ngay cây sáo đi, nếu không ta sẽ đập nát nó. Con gái yêu, con phải biết kìm nén cảm xúc của mình, đừng để chuyện không hay xảy ra. Để ta thổi sáo cho nàng nhảy. Gió Nam, cậu lui xuống ngay. Nàng nhảy đi, nhảy đi. Người giỏi lắm, Gió Nam. Ta sẽ phá hủy hết vườn táo, vườn hồng của ngươi. Từ nay ngươi chỉ có thể bước đi trên những cành cây khô và rơi những giọt lệ đắng cay mà thôi. Ôi, con gái ta. Anh hãy buông tha cho nàng. Nàng không hề yêu anh. Anh không thể cưỡng ép nàng phải lấy mình được. Nàng đã được hứa gả cho ta. Chính ngươi là thứ em hư đốn, dám quyến rũ nàng. Hãy trả nàng lại cho ta. Nếu không, ta sẽ phá hủy cả khu vườn này của ngươi. Đừng! Ta sẽ đem nàng về giấu trong nhà, tận dưới hầm sâu tối tăm, để nàng không bao giờ gặp lại nó nữa. Nàng nằm tạm ở đây, chờ ta đánh thắng người anh độc ác kia, rồi sẽ đưa nàng về chữa trị vết thương này nhé. Không kịp rồi, xin chàng hãy ôm lấy em trước khi đi, và em sẽ đợi chàng cho dù suốt cả cuộc đời. Người giấu nàng đâu rồi? Nàng đã tan thành những giọt sương thấm vào đất rồi. Tất cả cũng tại anh. Ta không tin. Nếu như nàng đã trốn xuống đất, ta sẽ tạo ra một lớp băng để nàng mãi mãi không thể thoát ra được. Anh thật độc ác. Nếu đã thế, từ giờ ta sẽ chỉ đến những nơi có băng để được mãi ở gần bên nàng. Và người đời cứ mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trắng nhỏ xíu, không hiểu sao lại mừng rơn và kể cho nhau nghe như kể về một sự kiện gì trọng đại lắm. Thấy không? Trong vườn, hoa tuyết đã nở. Món thịt viên chiên. Nắng quá, chúng mình vào quán làm đi nước mía rồi về đi. Được đấy. Tuấn ơi! Tuấn! Nam đấy à? Sao cậu đi vội thế? Vào quán uống nước mía đã. Thôi, tớ về trước đây. Này Tuấn, nhớ lịch đá bóng chiều nay của đội mình nhé. Tớ không đi được rồi. Sáng nay tớ cũng đã bảo với bạn đội trưởng rồi. Thôi, tớ về trước đây. Này! Dạo này cậu ta sao thế nhỉ? Bình thường chơi thân với cậu lắm mà Hùng. Tớ cũng chẳng hiểu nữa. Dạo này cậu ấy chẳng mấy khi chơi với ai. Cứ học về là cắm đầu cắm cổ chạy về. Hay vì là át chủ bài của đội bóng, lại liên tục xếp đầu khối về kết quả học tập, nên cậu ta kiêu căng, không thèm chơi với ai nữa. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ thế thật. Hồng ơi, cậu cho tớ mượn quyển toán nâng cao nhé. Tớ chưa mua được. Tớ cho bạn My mượn mất rồi. Để khi khác tớ mượn cho cậu nha.
vậy à? Thế thì chán nhỉ. Thôi, tớ về đây. Mẹ vừa thấy quyển toán nâng cao trên bàn học của con, sao con lại nói dối và không cho bạn mượn? Bình thường hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ mà. Đó là trước đây thôi, bây giờ con không thèm chơi với bạn ấy nữa. Có chuyện gì vậy con? Từ hồi là át chủ bài của đội bóng, rồi đứng đầu cả khối về thành tích học tập, bạn ấy chẳng thèm đi chơi với ai. Lúc nào tan trường cũng cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cứ làm như có việc bận lắm ấy. Vậy sao? Sao con không hỏi bạn xem bạn có việc thật không? Sao con phải hỏi chứ? Đã thế con không thèm chơi luôn. À, thơm quá mẹ ạ. Con hãy nhìn mà đoán xem đây là món gì nào. Dễ ợt, đây là món thịt viên chiên. Đúng rồi, con thử nhìn rồi đoán xem mẹ đã dùng thịt gì để làm món thịt viên này. À, con biết rồi. Nếu con đoán không lầm thì là thịt viên này làm từ thịt lợn. Vì sao lại là thịt lợn? Biết đâu là thịt gà, thịt bò, thịt bê, thịt cá thì sao hả con? Thì con đoán mò thế thôi, nhìn qua có vẻ giống thịt lợn. Chưa đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa đĩa thịt viên này gần lại để con ngửi. Sau khi ngửi xong hãy cho mẹ biết đáp án của con nhé. Vâng. Thơm quá. Đúng rồi, thịt gà, đúng không mẹ? Muốn biết đúng hay không, giờ mẹ cho con nếm xem vị nó như thế nào nhé. Ngon quá mẹ ạ. À, giờ thì con biết rồi, là thịt bò. Đó, con thấy không? Chỉ là một món thịt viên chiên thôi. Nếu con chỉ nhìn, chỉ ngửi, chưa chắc con đã biết nó làm từ nguyên liệu gì. Con phải nếm nó bằng tất cả các giác quan mới biết được chính xác nó là gì. Mẹ ơi, mẹ nói hay quá. Bởi vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là bản chất của vấn đề, mà chỉ là một khía cạnh của câu chuyện mà thôi. Mẹ, ý mẹ là... Việc bạn Tuấn không đi chơi cùng con cũng vậy. Bạn ấy chỉ sống với bà và mẹ. Mẹ bạn ấy thì đi làm suốt ngày. Còn bà bạn ấy dạo này đau chân không đi được, nên bạn ấy phải về nhà thăm bà đó con. Thật vậy sao ạ? Sao mẹ biết? Sáng nay mẹ đi chợ qua có nhìn thấy bạn ấy chăm chỉ làm việc nhà. Mà lúc mẹ đi chợ về, bạn ấy cũng chưa làm xong. Có lẽ vì thế mà bạn ấy không có thời gian đi chơi cùng với các con đó. Vậy mà con cứ nghĩ bạn ấy không hòa đồng, lại còn trách bạn ấy không cho bạn ấy mượn sách nữa chứ. Giờ con sửa chữa cũng chưa muộn mà. Vâng, con biết rồi. Lát con sẽ mang sách qua cho Tuấn, rồi xem bạn ấy có cần con giúp gì nữa không. Ừ, thế ăn nhanh lên đi con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.